Vào sáng ngày 23 tháng 8, nhận lời mời của Ủy ban Nhân dân xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Thượng tọa Thích Thiện Hữu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự tỉnh, Phó Ban trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc, trụ trì chùa Phước Đức đã đến tham dự lễ phát động tháng khuyến học và trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập của xã Tân Khánh Đông luôn được chính quyền địa phương, các nhà tài trợ và nhân dân tích cực ủng hộ. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Hữu cho biết, việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoàn cảnh đặc biệt được học tập, phát triển bản thân để góp phần ổn định xã hội và đời sống không là việc làm của riêng ai. Với góc độ Phật giáo, tinh thần này cũng là một trong các phương hướng mà Đức Phật đã khuyến tấn các đệ tử. Ông Nguyễn Văn Bé Ba, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cá nhân, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành cùng địa phương trong suốt một chặng đường nhiều năm. Ông thay mặt ban tổ chức đã tặng hoa và thư cảm ơn đến Thượng tọa Thích Thiện Hữu và các nhà hảo tâm đã đóng góp phần ủng hộ chương trình khuyến học. Được biết, đợt này xã Tân Khánh Đông đã trao giấy biểu dương cho các dòng họ học tập, các đơn vị cộng đồng học tập và cá nhân học tập tiêu biểu. Cuối cùng là phần trao những suất học bổng và quà gồm 165 phần cho các em học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, trong đó có 25 phần có suất học bổng kèm theo phong bì tiền mặt là 300.000 đồng.